À, vâng xin chào các bác. Hôm nay rất vui được gặp lại các bác xem một cái video clip của shop. Thì hôm nay em xin giới thiệu với các bác hai cái dòng loa, hai cái mẫu loa điều khiển từ xa. À, là một cái đơn vị uh, uh, chuyên cung cấp và các dòng loa điều khiển từ xa phụ kiện đi rừng, phụ kiện săn bẫy. Thì hôm nay sẽ tiếp tục mang đến giới thiệu với các bác hai mẫu loa, dòng loa Q92 và dòng loa AT100 phiên bản mới nhất nhá và bên khủng nhất trên thị trường. Trước khi đi chi tiết về sản phẩm thì em sẽ nói sơ qua cách thức giao dịch trước. Các bác mà mua hàng bên em các bác thả alo trực tiếp bên em theo hai số trên màn hình video này. Đây là ship đồng kiểm, ship COD toàn quốc, nhận hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Đó, và bên em là ship uh, 63 tỉnh thành trong cả nước. Và bây giờ em sẽ đi chi tiết về hai cái mẫu loa này để các bác không phải chờ đợi lâu. Thì uh, đây, các bác thấy như trên màn hình đây, em đã dở hai con loa đây rồi. Các bác nhìn sơ qua các bác thấy thế không ạ? Nhìn nó giống nhau 100% đúng không ạ? Giống nhau. Không khác một chút gì hết. Loa hình thức mẫu mã là như nhau Nhưng đây con tay phải em cầm đây Là con Dali nhé Các bác khi nhìn rõ này Có cái chữ Dali đằng trước đây này Dali Dali Q92 Dung lượng pin của nó là 2000 mAh nhé các bác nhé Dung lượng pin là 2000 Trên đỉnh có 3 nút to này Trên sườn cạnh lên teng là 5 nút báo này Đèn tín uh, đây là màn hình hiển thị này Đấy USB cắm cắm USB cắm thẻ nhớ cắm sạc 9V và đây là loa thân loa là màu đen vỏ nhôm các bác nhé có tem mác đàng hoàng các bác kiểm tra đúng thằng đúng tem mác cho em đấy đây là con q 92 này còn đây là con at 100 trăm các bác nhá con at 100 thì nó ghi khác hoàn toàn nhé, nó không có sự ra đi đường trước đâu đây pin nó là pin bốn nghìn mah đây các bác nhìn rõ nhé đấy, pin bốn nghìn mah trên đỉnh thì cũng như vậy giống con q 92 thôi nhưng mà tem mác đây tem mác tròn vẫn còn một nguyên sim một cái đây và đây là đằng sau nó ghi rõ là AT100 nha các bác nhá. Xong là nó ghi AT100 đằng sau Nguồn điện sạc nó cũng là nguồn điện 9V đấy các bác ạ 9V cũng là thân màu đen vỏ nhôm Trên đỉnh có 3 nút và 5 nút nhỏ Màn hình hiển thị cho cắm thẻ nhớ cắm USB Cắm sạc Còn bên em cung cấp cả USB nữa thôi Còn các phụ kiện kèm theo của các dòng loa này thì điều khiển từ xa này Đều là điều khiển này Con AT100 là bàn phím phiên bản tiếng Anh Còn con Q92 là bàn phím phiên bản tiếng Trung Đấy là cái thứ nhất Đấy Thế tiếp theo là con AT100 là vỏ hộp màu vàng và có hình ô tô bên ngoài. Đây con AT100. Đấy, và tiếp theo con Q92. Con Q92 là vỏ hộp màu xanh và có ghi rõ Q92 các bác ra. Ghi rõ Q92. Và phụ kiện đầy đủ là túi đeo, dây sạc của loa, dây sạc của loa này và dây sạc của đầu mốt các bác nhá. Dây sạc của đầu mốt. Đấy. Thì hai dòng loa này thì pin rất chi là khủng rồi, em sẽ test thử âm thanh cho các bác luôn. Các bác có thể thấy khi chúng ta mở nguồn lên thì có sẽ màn hình hiển thị này. Có các em không các quả thẻ nhớ nhé. Các bác có thể bấm vào, vào đây, trên đỉnh loa này đây. Đấy. Các bác có thể thấy tiếng kêu nhé. Các bác có thể dùng điều khiển chuyển bài, dùng điều khiển chuyển bài nhé. Dùng điều khiển các bác công tắc lên chuyển bài, chuyển bài. Hoặc các bác có thể bấm trên loa cũng được. Nhưng thường thường chúng ta sẽ dùng sử dụng là điều khiển cho nó dễ. Khi các bác đi xa các bác có thể dừng rút cái len tay lên. Đây các bác có thể thấy nhá. đây bấm nút tạm dừng chuyển bài tới này hai các bác chuyển bài lui này âm lượng to này, ở đây này âm lượng nhỏ này và các bác khi yên tâm là à, khi gửi hàng các bác thì bên sẽ à, gửi thêm các bác một cái tài hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt nhé để các bác sử dụng cho nó dễ hai cái tay điều khiển này thì sẽ dùng chung nhau được một cái loa này dùng sạc cũng dùng chung nhưng khác nhau ở chỗ nào và khác nhau ở cái chỗ là dòng loa AT100 là pin của nó tới 4000 mAh còn dòng loa Q92 là pin của nó là pin 2000 mAh Thế con Q92 này các, các bác dùng có thể dùng tầm tạm 10 tiếng nhé, các bác tán đến 10 tiếng liên tục. Còn con AT100 này pin nó gấp đôi, các bác phải dùng tới 17, tới 20 tiếng đồng hồ liên tục. Đấy, các bác không phải lo là mua thêm pin dự phòng nhé. Còn nếu các bác nào mà muốn sợ vẫn lo hết pin, các bác có thể mua cả bên dự phòng bên em. Bên em có cả thẻ bên dự phòng nhé. bên dự phòng này thẻ nhớ USB, em cung cấp đầy đủ hết. Các bác nào mà mua sản phẩm nào thì cứ alo cho bên em. Đây là một cái video rất chỉ ngắn gọn giới thiệu về hai mẫu loa AT100 và dòng loa cao cấp Q92. À, các bác xem được cái video thì đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh, ấn vào quả chuông tay phải màn hình để ủng hộ shop nhé. Và rất cảm ơn các bác đã ủng hộ shop trong thời gian qua và xin chào các bác. Hẹn các bác trong cái video clip tiếp theo của shop.